Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với vlog của Vinh. Hôm nay Vinh và Emma sẽ đi ra ngoài và làm một cái chuyện trọng đại. Let's get video đi. Yeah. Vinh và Emma sẽ hôm nay đi một vòng ở một cái tiệm của thành phố Sonobo này, là một cái tiệm chuyên về bán giường để mà mua giường mới. Và for sẽ về hành sáng luôn. Này, đây đây. Và for sẽ về hành đi. thì cái giường cũ của Vinh á, vậy mà là cũng xài cũng 6-7 năm hả? Bộ cáo mà lên 6 years. Khoảng 6-7 năm rồi. Và bây giờ thì bây giờ thì Vinh vậy mà sẽ upgrade lên cái giường khác ha. Thì Sáng là một cái trong những cái tiệm mà bán giường cao cấp của Đan Mạch. Thì những cái giường ở Bắc Âu nó khác hơn những cái giường ở Việt Nam mình. Thì hôm nay Vinh sẽ làm một cái vlog nói về những cái giường ở Đan Mạch ha. Và cho cả nhà biết là cái giường Vinh và Emma chuẩn bị mua là giường nào nha. Rồi, yeah. Rồi Emma, đây là cái giường đầu tiên của cái tiệm này. Và xuất được không đẹp hả? Ồ, đẹp. Fancy piece. Này, cái giường này nó là bằng cái khung gỗ hay cả nha. Có hai cái nệm của Tempur lên. Đây FTP giá 48.000 đan mạch. Đó là phim FTP á cả nhà, 48.000 đan mạch. Để lát nữa mình để cái giá tiền Việt dưới ha. FTP là cái hãng mà họ design đồ gỗ rất là nổi tiếng của Đan Mạch. Nên cái giường này gọi là đường giường design. Cái gỗ ha. Cái nệm này là Tempur, là cũng của Đan Mạch luôn. Rồi đây họ bán cái gì mà thích cái giường này. Thì những cái giường ở Đan Mạch đó là họ chuộng những cái giường như vậy, gọi là continental ha. Mấy cái giường này là 3 lớp đây, 1, 2, 3 lớp. Cái này ở đây cũng rất là cái này, cái kê đầu ha, ở bên Đan Mạch thì gọi là cái cẩu. Ủa cái này nhá, sẽ bị cướp lên đây bây giờ bây giờ mà coi. À, đây là gì đây? Giường Jensen giá là 23.300. Những cái giá này cả nhà là Đan Mạch nè, họ để nè, giường 1m6 hoặc 1m8 x 2 exclusive pin nào cáo, những là không có tính giá chân và không có tính giá cái kê đầu, là không có tính cái này. Những cái này tức là cái giá này là chỉ có cái giường không có chân thôi á. Ok. Là vậy đó. Cái giường này cũng đẹp. Thằng dính sành là của Na Uy. Mà bên đây đâu? Đẹp. Mà cái giường này là của hãng Ophin của Hà Lan. Ophin thì họ có đây, cái này vua chúa của Hà Lan nè. Đó, họ cũng xài cái hãng giường này. Nó có cái vương miện ha. Ở bên đây ha. Con này 6 nè. Ok, đến ý này mà đây. Theo là em. Cái giường này nó không có đẹp lắm. Cái này là demo hàng trưng bày ha, họ giảm nửa giá, hơn nửa giá luôn, 20.000. Cái giường này 20.000 là khoảng gần 70 triệu. Cái giường này, cái giường này Vinh nhớ là latex cho cả nhà coi nè. Cái này nó giống như cái cao su kim đen của Việt Nam mà đó. Cái này cao su kim đen. Cái này không kéo ra được, để lát kiếm cái khác coi. Rồi, ok, đi tiếp đi. Để coi cái giá giường, just a little bit of peace. Đây, Tempur là một trong cái memory scum, là cái nệm mà nó lúng từ từ xuống á, khi mà mình nằm lên. Thì cái này giá là 43.000 đồng mà. Đó, cái giường này, 43.000 đồng mà. Trong đây toàn giường thứ mẹ không? Ok, scan vì thế nói. Đây thì họ bán những cái gối nè. Đây, cái gối rất là mắc cười luôn. Ở đây đang xếp trên hả sâu. Ở đây sâu, ở đây đánh xịt luôn. Cái gối có cái mặt. Vô ra. Đây, thì vô rồi xin lít để đánh xịt hả. Đây, cái...
Cái này là 1049 đồng. Giá trước đó là 1349 là khoảng 4 triệu đồng. Một cây gối ơi. Det har de der store ører, ligesom et næsehorn. Ja. Eller hvad hedder det? Nej, en elefant. Det er da det. Ja. En elefant. Det er store ører. Jamen, nó giống cái hình này. Hình này nó giống con voi. Nó giống con voi. Này hai cái tai. Đây họ có bán những cái gối nè, hình như này, cái này giống hơi lưỡi liềm ha. Hình mặt nửa mặt trăng. À, giá đây 1.300, một cái gối cũng là 4 triệu một cái gối. Trong cái tiệm này là bán đồ cao cấp không à, nên mấy cái này, một cái gối này vui. Có xe đến hai đây xăm sắm một full. Yeah. Yeah. Gối hình con bướm. Ê, cái gối này giá nhiều. 1.800 là ở Đà Lạt Bình Kinh Tiền Việt nha. Gối đang giảm giá còn 4.39. Đây, cái gối giống của cái nệm kim đen này cả nhà. Thấy không? Cái lỗ không? Đây, cao su non. Cao su non này bán bao nhiêu? 800 đồng một cái. Đó. Đây, đi tiếp mà. Đó, đẹp. Có tí đánh pháo đây. Cái này thì giá Viva Look giá 11.500. Ok, 11.500 khoảng 50 triệu. Ủa cái giường này bự, phải vào store đó nè. Đó là mega store. Cái giường này là 2m1. Cái này là của King Size của Mỹ. Em mặc Folic được không? Thử ai? Folic được không? Là mua được kìa. Cái màu ở đây đen khoen tường sao kìa. Lít đây nữa. Này cả nhà thấy không? Những cái giường này á, họ để những cái miếng đen này nè để mà mình thử cái giường ha, nên nằm lên là khỏi cần bỏ giày ra luôn. Sao phê không? Stool food rồi vậy kìa. Oh. Ok, thế nào mua cái giường này nha. Skip đến đây đó. Cái này nhiều 20.000, giảm giá 42%, trước giá là 34.400. Cái này là chưa có tính, cái này chưa tính cái dựa đầu nè, nó tên hít lết. Còn cái vỉa sứ này là em hiền nói. Ok, à đi tiếp đi. Hai coi cái giường này, coi cái giường xanh dương này đẹp nè, giá 34.000 đồng mạch. Cái thằng hãng này là hãng Viking, là của Thụy Điển. Dạ đi cái quách. Nè mà thích cái dựa lưng, cái hình này. Đẹp lắm mà. Cảm ơn em. Good. Ôi lát người ta là. Dạ, yeah, ngon. Cúc khó lấy cái sen. Cái này có cái gạch này đẹp nè. Đây, Wonderland của này cũng Na Uy luôn. 22.000 cái giường này. À ha. Rồi, không thích đi vô khe. Đây, cái màu xanh lá này cũng đẹp nè. Đây thì họ có bán mấy cái mền. Đây, hàng cái mền đây. Một cái mền. Ở đây thì của Đan Mạch là họ chia ra 3 mùa. Spa nó dành cho cái mền mùa hè. Luôn là cái mền mà nằm cả năm. Warm là cái mền mùa đông, tức là cái mền nó ấm hơn ha. Đây giá đây. Thằng này là 3.000, là 10 triệu một cái mền. 14.000, ở lát mình tính tiền gì. Đó, giá hơi bị đầu luôn. Đây thì có hàng cái mắc hơn nữa nè. Sketch for Seafish lên ha. Đây cái mền mùa hè, giảm giá 40% rồi nha. Trước giá đây là 4.829. Đây là con gần 3.000 đúng không anh? Bên bề. Ok, lát mình tính giá nha. Còn cái này ấy, là cái 2m20 là nó dài hơn một xíu ha. Tại Đan Mạch nó cao cả nhà, nên 2m20 thì nó dài ra, nó mới che được tới thôi. Không thôi là lòi cái chân. Cái 2m x 2, 8.200. Trước bùi là trước khi giảm giá là 13.700. Khách một chút xin, phải đơn ra xem.
for the dog tuyến phô có ăn là lát lấy cả thế này quý đồ ấy sẽ đền sạch cái đồ khớp ôi đây nè đẹp đây là một cái giường của hãng Open luôn của này là của Hà Lan đây này là bằng gỗ đẹp đây giá đây giá 47.192 đồng cái giường này gần 160 mấy triệu. Ok, ngồi bên trên đây. Hàm. Đẹp lắm mà, cái giường này đẹp. Không thấy nè. Trời ơi. Nếu cả nhà để ý mấy cái giường mà nó có để mấy cái nệm nó hơi cong cong vậy nè, nó chỉ làm nền đôi á, là những cái giường mà có motor ha, mới có motor ở trong, nó lên xuống. Bởi đang mày gọi là elevation. Giảm giá 20%. Bây giờ là 41.000 đang mạch, khoảng 41, cũng 100 nhiều ta gần 150 triệu cái giường ha. Đây là ví liền. Vừa đâu vào phòng sổ chưa? Có lít đây nữa. Nhớ mà lít đây nữa. Đây những cái giường này nó có gì nè. Cái... À đâu có. Lít đây nữa. Xì. Những cái giường như vậy họ có cái remote như vậy. Có lít đây nữa. Lít đây nữa. Nè, đây nó vào xì. Cô là leo baby. Nè. Thấy không? À, cái này nó có motor ở trong ha. Ok, thích chứ. Mà khoái à. Này đây coi, cái này là chân. Đó. Ow, so couldn't mail to snake at home. Đây là ha. Đó, này nằm đọc sách rồi có TV đây anh em mà xem TV. Let's go mà đó ha. Oh yeah. Ê coi đi. Yeah, anh em đi đây. Cái hay của mấy cái loại giường này nữa cả nhà là cái đáy của thằng Open này nó rất là bền luôn. Nó sao đến Spiran von Jeskelivista. Cái đáy của cái giường này rất là bền luôn. Đây cho cái nhà coi nè. Uh-huh. Mình cho nó xuống ha. Anh go. Therefore, the cost of the first chú lên hơn. Xì. Này cho cái nhà nè. Với cái đáy của giường này nó vậy nè. Đó, ha. Thấy cái đáy đọc không? Đáy nó làm bằng lưới. Lưới này lưới bằng sắt. Sắt không biết hợp kim gì nè. Đây, cái mà bơi hơn. Cho cả nhà coi thử cái này nè. Hơn xí lại nha. Đây. Trời ơi. Thoải mái được hay không? Cái này mình làm cái tàu bùi mình nhảy tung tăng được luôn. Cái này á, thì họ tính là cái đáy này nó giữ được 100 mấy chục ký là anh gốc cái game ocean tàu bùi. Đây cái đáy của cái giường này hơi bị dữ luôn nên nó mát gì vậy. Rồi. Trời ơi. Cái mập không? Đẹp, bố xí đánh đó. Cái này cái dựa lưng nè, rất là bự luôn. Cái dựa bự nha. Tới lên xăm húi phùi, bố xí. Trên đây cáo đây, đi xăm stua húi phùi. Đây cái giờ thấy không? Cái đồ dựa lưng này nó như một cái gối bự, không qua lô luôn. Cái đó nó là sự. Cái giường này bao nhiêu? Giường này Jensen của Na Uy giảm 35%, giá 46.684 đồng năng mặt, trước đó là 72.000 ha, 71.000 mấy, chứ 72.000. Ok, phỏng tay ha. Sao, thích cái này hả? Không thích luôn hả? Đẹp hả? À, đẹp thì mua thôi, ok, tao cướp đi lên ha. Cái này là demo. Demo là những cái để trưng bày ha. 58.000, còn 37.000. Đây, giường này 37.000. Ừ, của hãng Capodim. Capodim là hãng này của Thụy Điển. Đây, qua đây coi nè.
Đây, cái này là của Viva. Đây, cái này là dùng bình thường box nè, là hai thùng như vậy, rồi bỏ cái top maras lên. Nói. Cái tia gót đi đến con vào. Đây cái này, nửa giá. Mới rưỡi ồ đây là bí lì đây nè, chi hèn chú. Dạ, đây là chi hèn chú, đây là bí lì. Ồ. Sí, đây là sờ. Cái này dễ thương nè. Trời ơi, cái giường này. Đấy, màu cũng đẹp nữa, màu này màu xám xám. Này giường mét 6, có 6 ngàn rưỡi. À chắc cái này, con sex hèn chú. Đây này, cái bị cốt cực chế bọn. Sex hèn chú. Nè, đẹp. Sí. Chân cũng đẹp nữa sí. Float pin nữa. Yeah, okay. Này đi chơi mai. Sẽ một số bên cắm là sang giải cướp tính đây. Giải hành phim rồi giải cướp tính hả cho sex hả. Ok. Rồi, sẽ bị xin. Mặt cười. Đây. Đây, nếu cái nhà thấy ha, hồi nãy mình giải thích ha, là những cái giường mà nó bẻ bẻ lên như vậy là những giường có motor. Đó, là khu những cái giường mà có động motor. Đẹp cái gì? À, bà đi coi cái bao mền không à. À, đi là bị trách, bị xin kiếp của xin. À, mấy cái này đẹp, cái màu xanh, tính khón này là flood. Cái nhà để ý á, là ở những cái giường của Đan Mạch á, họ thường có cái nệm như vậy ha. Rồi sau đó họ cho thêm một cái lớp mỏng ở trên nữa, cái này gọi là top mặt đó, gọi là cái top ha. Thì ở Đan Mạch á là cái giường nó nằm như vậy, rồi sau đó họ phải cho thêm một cái cục như vậy để giống như là nằm cho nó êm hơn á, rất là hay. Mình nhớ là ở nhà Vinh có một cái nệm kim đen ở Việt Nam, nhưng mà mình nhớ là không, Việt Nam mình không có chơi cái bỏ cái top lên như vậy. Đẹp cái gì? Và phim đẹp. Đi khác. Dạ dạ, Vin cướp. Sáng. Rồi sáng là đẹp, ok. Nè những cái giường này á, cả nhà thấy là ở dưới đây đích nó có cái này nè. Thế nè. Biết sao không? Tại là khi mà cái giường lên xuống á, thì cái nệm nó bị tuột. Nên họ để những cái bài như vậy để giữ ha. Nên những cái giường mà có động cơ á, thì cả nhà thấy là đó, nó thường hay có mấy cái giữ. Tiếp for mattress top. Rồi cứ elevation opener, so good for mattress. Thì đây là for the cup đây đó. Đó là so tu lê cái đây à. Tu cơn up, so flew, tu bán nữ của cơn là mattress. Nếu mà mình không thích những cái mà để cái chặn như vậy á, thì mình mua những cái box elevation giống như này. Đó là có nguyên một cục luôn. Là nó may chết vô luôn. Nên cái nệm nó chạy không được. Mà một cái vui nữa, mắc cười đó, cả nhà thấy này. Thường những cái top mattress như vậy á, thì những cái giường thường á, họ làm có một cái miếng bự luôn. Nó không có cái miếng cắt trên giữa này. Cái này tại vì cái này là cái giường mà có động cơ lên xuống ha. Nên lúc mình lên á, mà cái này nguyên một miếng bự đi, thì cái người kế bên sẽ bị làm phiền ha. Nên ở đây họ cắt ra như vậy để mà lên xuống như vậy không có ảnh hưởng người kế bên. Cái này đẹp nè, mình thích cái giường này đây. Giường này giá 39.000, giá gốc là 60.000. 60.000 là nhiêu? 200 triệu. Này. Nó. Nó mới đấm ha rồi. Đẹp hả? Nè, đó xin đi chưa? Cái giường này là của hãng Tempur, là của Đan Mạch ha. Mình thích cái design của cái giường này. Đó là flood, đó là policy, đáng nổi pin. Nó cái nhà để ý nha, dưới chân nha. Cái giường nó giống như đang bay đúng không? Không có, giống như không có thấy dưới chân nha. Mà cái chân giường nó nằm dưới đây nè. Đó, cái thiết kế này không? Là nó giấu vô trong. Nên đứng ở trên nhìn là không thấy cái chân. Giống cái giường nó đang bay vậy đó. Cái giường này là đây 45.000, sale 21%, giá gốc là 57.000. Tempur là khá là nổi tiếng của Đan Mạch luôn. Không biết Việt Nam mình có, chắc có rồi.
cái nệm này á thì khi mình nó nằm nằm lên nó hơi cứng à. Mà nhưng mà cứ mà nằm xuống á, cái nệm nó xẹp từ từ. Thì vào đi đi in memory scum vô. In form rồi giờ tôi khóc để for the fan still low nữa. Ok không? Ok, vui flip rồi. Vui flip với sư rồi, cho cái nhà coi rồi. Khi mà nằm xuống đó không? Cái nệm này nó bị lúng xuống vậy. Và sau đó nó từ nó lên lại. Thấy không? Đó hả? Cái gì bà cũng non non. Non non. Ê, khó lên đây. Bà cái giường khác đi. Dạ, khó. Rồi, này, non là smell good, đúng không? Ngon. 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 Ngon không phải non. Dạ, ngon. Xong. Dạ. Ừ, đó, nó ngon. Rồi đấy, cà rô hộp đi. Nè, yeah, xé rồi. Đây, cái này có giá nhiều. 35%. Giá. Yeah. Melody hai cái giá khác nhau là 32.000 là khoảng 549.000. À, cái bên nó có một cái remote như vậy. Có click lên đó. Ok xem. Là mấy cái giường mà có motor nó có cái remote như vậy. Và tweak emit, tweak up rồi. Đi thay pin nếu. Nghe này coi. Này nè. Back là cái lưng ha. Chân. Này cả người. Này có cái đèn đó nè. Giờ nó có cái đèn hả? Đó ha. Giường có đèn luôn. Quá độc. Ok. Này đi cơ mà này. Có cửa up nữa. Here they go. Let's give this cái này là vision is there bro. Những cái giường mà có động cơ này cái nhà thường nó mắc hơn khoảng 10 tới 15 ngàn so với một cái giường thường. Yeah. Hay mà khoái à. Cái này thường họ bán cho những cái người lớn tuổi nè. Yeah. Với những người lớn tuổi hoặc những người khói nằm coi tivi đọc báo đó đã chưa. Ồ, ngon ta. Dạ được một cái nữa lên. Này mà anh nào lười tập thể dục đồ vác rồi kinh train đi méo vừa cơ lên ta up ở nơi không sleep được quá ôm sleep dạ bởi vì phải không. Hỏi lộp là lên Paris hỏi. Cái này gần như nhiêu? Chắc cũng 70 độ ha. Wow, nó lên cũng dữ á. Nó là flot. Anh cứ Paris mà. No, switch to. So slip to forward. Vu méo muscle không up. Này cả nhà thấy không? Đó là lý do tại sao nó phải cắt như vậy. Tại vì nếu mà cái nệm này nó dính chung á, đưa lên như vậy là anh kế bên bị lớt đất. Nên họ cái tóc mà đó này vui không? Nó cắt thành cái như vậy, thành chữ U. Ngon rồi, nằm đi. Xem, nếu cái này cho cả nhà coi đó. Giống như nếu mình qua đây đi. Những cái top mặt đó sẽ đây nè. Thấy không? Họ để những cái top mặt đó như vậy. Thì nó không có cái vết cắt ở chính giữa ha. Đó, cái này thì nó là nguyên một miếng bự luôn. Còn những cái mà có động cơ nó cắt ở chính giữa vậy. Ra đứng vô. Đeo phía xưa nè. À, có những cái người mà không thích cái vết cắt vậy á, họ mua cái gì nè, đó là nó có chia đôi vậy luôn, là hai miếng khác nhau. Không á thì ở đây có một cái miếng đặc biệt hơn một xíu, nó cắt ở trên, cắt luôn ở dưới nè, đó, thấy không? Đó là cắt hình chữ H ha. Thì Vinh vẻ mà mới mua cái giường rồi và trong vòng mấy ngày nữa nó sẽ tới. Thì nãy giờ đi một vòng coi hết vào đống giường rồi đó, đố cả nhà là Vinh vẻ mà sẽ mua cái giường nào? Nghe. Em đi. Rồi em à, mình mua cái giường nào? Ba khuyết rồi vậy.
Cái đồ xếc à? Cái đồ quán phải đi nấm được phải là xuyên người nước của mai. Ok, đó là flot. Rồi cái nhà, bên mẹ mà sẽ chọn mua cái giường này. Đây là giường Tempur của Đan Mạch ha. Cái này thì nó khá là nổi tiếng luôn, tại vì nó là thật sự là cái đầu tiên Tempur là nó được làm cho astronaut, tiếng Việt là phi hành gia. Nên cái này là một cái câu chuyện khác để mai mốt mình kể cho. Nên cái này rất là hay luôn. Ê, cái giường mà Vinh mẹ mua sẽ là Tempur Springbox cộng với cái nệm mắc nhất là cái Pure Plus Cool Queen ha, là 54.000. Vinh mua thêm cái dựa đầu nữa là tổng cộng là 5 cộng thêm 6.000 nữa là 60.000, nhưng mà được discount 22%. Thì để lát Vinh tính giá ra nha là khoảng bao nhiêu. Dạ. Yeah. Chứ gì vậy? Dẫu hang vào cũ vỏ sáng ngay rồi. Rồi. Ui. Ow. Yes, he caught that. It's amazing. Hey, Sang. Oh. Ngon. Chú đi kéo nó mất nhé. Này. Ok, tốt nha. Ở đây này cũ hả? Đó cái nhà, vlog này tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ bấm like và bấm theo dõi kênh. Hẹn gặp lại mọi người vào vlog lần sau. Chào tạm biệt. Yeah.